Ok, hello anh em đã với cái kênh YouTube của mình. Thì theo mình đi đã em xin chào anh em. Đấy anh em thấy không? Anh em cứ đi theo mình mà tập sáu mối cho mình. Thế giới này làm tổn thương em bớt. Đấy nhá, mình bắt nhạc bắt rồi nhá. Vậy các bạn thấy mình đã xuất hiện trên màn hình không? Happy birthday chú. Mình sẽ quay anh em cho anh em coi em gái mình nè. Quay vậy nè. Ờ hết tối quá. Từ từ uống tỉnh. Sao con? Khoan lại chứ đi thôi. Đừng quay phim nè em ơi. Tôi kêu mình để gì rồi. Chưa chuyện. 1 2 3 let's go. Yeah, em gái mình hút thuốc nữa các bạn. Ủa không quậy không á? Không á mày không biết. Nè các bạn thấy không? Nồi nãy là cỡ này nè. Đấy, rồi hết cái với nó kia được nè. Đó là nấm nấm cây nhang xuống nè. Ai trời. Yeah, lên. Ủa? Hết nhà con về. Hết nhà con về. Con đã bảo rồi hết nhà con về. Vô. Từ nhỏ không được. Các bạn. Các bạn thấy mình không? Mình đã được nổi tiếng nha anh em. Nổi tiếng cả mạng xã hội luôn. Mình sẽ cho anh em coi đầu bếp chở nha các bạn. Đầu bếp chở này nhập từ Thái Lan về đang làm đồ ăn nha các bạn. Đang rửa chén để tiếp khách nha. Rồi nó đi bếp chở. Thế sự. Cái bèo khốn nha. Con chua nè các bạn ơi. Con chua nè. Con chua bé nhỏ nha các bạn. Mình quay cái video này á. Sau này cho đi lớn lên, cho đi có video cho đi coi nha các bạn. Mày em gái, hai đứa em gái của mình sau này mà lấy chồng thì cũng có video để mà coi luôn nha các bạn. Đấy. Này thấy không? Lên đồ. Mày có gì muốn nói không? Con kìa. À, còn đây là em gái sinh nhật các bạn. Sinh nhật em gái nha. Mình sẽ hát một bài tặng cho sinh nhật em gái mình nè. La 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 la. Hai bé đấy bà cô, vui thật là vui. Chúc em gái xinh tươi, sức khỏe luôn luôn dồi dào. Sánh vai cùng gia đình anh em, sánh vai cùng gia đình người thân. Anh chúc em thật là number one. Cả lớp thi đua hàng A, cha bà A, lớp bà C. Cả lớp không đeo khăn quàng, nhấn vào tay. Mày. Sếp mình mệt quá rồi, sếp mình ngồi đợi ăn nha các bạn. Ê các bạn đây, em gái mình ơi, đây, công chúa đó các bạn. Sau này em gái mình sẽ làm người mẫu nha. Đấy, hoa hậu đó, hoa hậu hòa bình quốc tế Việt Nam đó các bạn. Đang tự sướng để sau này còn nổi tiếng. Thôi đây. Thế rồi này. Thì mình vô trong quán karaoke này cũng có máy lạnh nha các bạn. Đây, mình sẽ cho anh em coi thực phẩm của mình à. Lên. Cá sấu chiên xù nha anh em. Cá sấu chiên xù. Đây, sẽ mở máy lạnh cho mình. Nó bị bế tắc rồi. Sinh nhật 15 ngày em đấy đi vợ. Sinh nhật chị yêu á. Có nhau. Không biết bao nhiêu cuộc vui chờ bên đời. Hàng ngày trong sông anh cô lấy về cái trường cũng biết rồi. Muốn thay đổi. Chị tin nhắn tay với mày đâu rồi. Chúng ta đi qua bao lâu nay ta đâu có hận thù ai, sao lại bằng cứ hoan cách ta như vậy chỉ bởi vì đồng tiền. Bây giờ mình sẽ để camera chế trên cái máy quay luôn chế cho, tại mình không có đem cái máy mà cầm cái điện thoại cho anh em coi đây. Là anh em thông cảm mình nha.
tem của mình chỉ có như đây thôi. Thay điện thoại quay phim thôi nào. Ok chưa để là hôm nay ta cùng họp ở nơi đây, mừng ngày bên nhau ta. Đây là xì tin. Ai không có người yêu thì uống xì tin. Hãy dọn khô bún chín nó ba. Dọn khô bún chín. Mình buồn lắm các bạn ơi. Mình bên lấy cầm cái máy mà cầm cái điện thoại. Nếu mà quay cho anh em coi. Bây giờ em gái của mình sẽ hút thuốc nha các bạn. Hút rồi. Hút thuốc lào nghe nha. Yeah, lên. Ăn tin gì sẵn sàng. Quay 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 trước đi. Ở đây phải trực tiếp hả? Phải. Yeah, lên đồ ấy các bạn. Sinh nhật bé lái. Rồi sẽ hát một bài thêm sinh nhật cho em gái mình đó. Trời. Các em cũng mình đang tưởng sớm nha. Ở mình mở nhạc trời. Trời. Nhạc lên, nhạc lên. Ok, ấy cùng biển quét che hoài. Mình quay video mà ok, mình giữ hoài mà. Nhau ta hát mừng sinh nhật. Mình là cameraman nha. Happy birthday to you. Sẽ cho anh em coi em gái mình nè, người mẫu nè.